gần 9.000 đô la và không có tính năng tự động lấy nét ổn định hoặc quay video. Người hâm mộ Leica nên yêu thích nó. Leica M11 là chiếc máy ảnh ngắm kỹ thuật số full frame mới nhất mang tính biểu tượng của công ty nhiếp ảnh, đóng gói cảm biến hình ảnh 60 megapixel vào thân máy hoàn toàn bằng kim loại. Cùng với một loạt các cải tiến so với M10 trước đó, nó cũng sẽ có giá 8.995 đô la Mỹ, không có ống kính, điển hình của Leica khi được bán vào cuối tháng này. Nhưng nó lại bỏ qua các tính năng như ổn định hình ảnh, quay video và thậm chí là tự động lấy nét. Và đó là loại vấn đề. Người hâm mộ Leica sẽ không mua chiếc máy ảnh này dựa trên việc liệu nó có đánh dấu đủ hộp trong danh sách thông số kỹ thuật hay không. M11 rất đẹp và rất nhiều người trong số tôi yêu thích nó. Một phần bộ não của tôi bị kích thích khi cầm lên một chiếc Leica, chứ đừng nói đến việc lấy nó ra chụp. Nếu tôi nhận được nó như một món quà, tôi sẽ mang nó đi khắp Edinburgh thường xuyên nhất có thể, và khi tôi chia tay với mô hình thử nghiệm của mình, tôi sẽ ghen tị với bất kỳ ai tôi thấy mang theo nó. Nhưng sau khi trải qua một vài tuần với mô hình phát hành trước, tôi phải thừa nhận rằng nó không dành cho tôi. Có rất nhiều điều tôi thích về nó. Chất lượng xây dựng là tuyệt vời, cho một. Cấu trúc hoàn toàn bằng kim loại của nó cho cảm giác cực kỳ chắc chắn, chưa kể đến mức đủ cao cấp để đi một chặng đường dài hướng tới việc biện minh cho mức giá đó. Nó mỏng và nhẹ hơn một chút so với M10 trước đó, 4.995 đô la Mỹ tại Amazon, nhưng nó vẫn có một sức nặng thỏa mãn khi bạn cầm nó. Bạn có thể truy cập khe cắm thẻ SD từ bên trong ngăn chứa pin, thay vì phải tháo và tháo toàn bộ tấm đế, như trường hợp của M10, một cải tiến nhất định. Có một kính ngắm quang học và một màn hình LCD 3.0 inch sáng, sắc nét ở mặt sau để truy cập các menu và sử dụng chế độ xem trực tiếp. Vâng, nó có chế độ xem trực tiếp. Ngoài ra còn có các menu mà tôi thấy dễ dàng và trực quan để điều hướng, ngay cả khi chụp nhanh vị trí. Tuổi thọ pin là tuyệt vời, ngay cả sau một ngày chụp thường sử dụng chế độ xem trực tiếp, tôi vẫn còn hơn 1/4 pin. Sau đó, bạn có thể sạc lại nó trong giá đỡ bên ngoài, đi kèm, hoặc bên trong máy ảnh thông qua các USB-C được kết nối với cổng ở mặt dưới của máy ảnh. Thông số kỹ thuật chính của Leica M11 cảm biến hình ảnh full frame 60,3 megapixel hỗ trợ thẻ USB-C lên đến 2TB bộ nhớ trong 64GB sạc lại pin USB-C và truyền dữ liệu khả năng tương thích với ống kính Leica M mao trọng lượng 540g kiểu đen. Có pin kính ngắm máy đo khoảng cách quang học, màn hình LCD 2.95 inch độ nhạy sáng ISO từ 64 đến 50.000, tốc độ màn chập từ 1 giờ đến 1/16.000 với màn chập điện tử, chế độ chụp liên tục 4.5 khung hình, pin 1.800 mAh. Đó là một chiếc Leica một số chủ sở hữu Leica và những người theo chủ nghĩa nhiếp ảnh có thể nói trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi hơn, bao gồm chụp ảnh với tiêu điểm không chính xác, phơi sáng bất ngờ và cân bằng trắng. Dung có thể nhìn thấy một phần vì nó giúp bạn học hỏi từ những sai lầm, tìm ra giới hạn của bản thân và quen với tính cách và những điều kỳ quặc của máy ảnh của bạn. Có điều gì đó để nói về việc làm chậm và mất thời gian của bạn trên hình ảnh của bạn. Điều mà tôi thực hành thường xuyên với chụp ảnh phong cảnh và macro của mình. Nhưng tôi không thể bỏ ra gần 13.000 đô la kèm theo ống kính cho một chiếc máy ảnh thiếu các tính năng hiện đại mà tôi phải dựa vào trong cả công việc chuyên nghiệp và cá nhân của mình. Tự động lấy nét có thể khóa đối tượng trong mili giây để tôi biết mình sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng đó. Điều đó có thể quay video 4K. Điều đó cung cấp tốc độ màn chập chậm mà tôi có thể nhận được nhờ tính năng ổn định trong cơ thể, chụp liên tục cực nhanh và tha thứ cho tôi màn hình lật ra để chụp ở những góc khó xử. Những lý do tương tự mà tôi muốn giới thiệu nó cho nhiều nhiếp ảnh gia, ngay cả khi họ có tiền cho nó. Theo cách tương tự,
Một người đam mê sẽ trả hàng trăm nghìn đô la để có được niềm vui khi lái một chiếc xe thể thao cổ điển không có kiểm soát lực kéo, trợ lực lái, máy đo từ xa tích hợp kiểm soát hành trình hoặc thậm chí cả túi khí. Laser dành cho các nhiếp ảnh gia có trải nghiệm cũng quan trọng như việc chụp ảnh. Nó dành cho nhóm nhỏ các nhiếp ảnh gia đặc biệt muốn chất lượng hình ảnh đặc trưng của Leica và vì nó thiếu các tính năng hiện đại đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.